Sơn chào các bạn nha. Tôi vừa làm xong chiếc Vario 150 đời 2018-2019 nha các bạn. Mới ra luôn nha. Chiếc xe Vario này không giống như các dòng trước nha các bạn. Tại vì xi nhan nó nằm dưới đây nè. Nó giống như chiếc Exeter đó các bạn ơi. Nó nằm dưới này nè, giống như chiếc Mạp X vậy đó. Nó nên nó không có được đẹp mắt lắm, nên Sơn mới vừa chế xong vào hai bên đèn hậu luôn đó. Xi nhan rất là sáng nha các bạn cứ yên tâm mở nhanh giùm anh luôn em ơi, rất là sáng các bạn ơi. Bên đây nè đó các bạn thấy không, rất là sáng, trời bên kia luôn em đó, rất là gọn gàng mà nhìn nó đẹp hẳn đi nha. Chế trên nhìn đẹp hẳn nha, bên đây luôn em. Sáng lắm, ở ngoài nhìn sáng lắm các bạn ơi. Ngoài bao sáng luôn, chế rất là kỹ nha. Không có để lại lỗi hay bất kể cái gì nha các bạn nha. Đây luôn. Bảo hành thì 3 năm. Có các bạn nào làm thì liên hệ đến mình nha các bạn. Chế đu xi nhan vào đu đèn hậu của xe Vario 2018 nha. Vario mới nhất hiện nay nha. Nhan rất là đẹp, rất là gọn gàng luôn, tháo hai nhan dục luôn rồi. Xe chưa lấy biển số nha các bạn. Đầu đèn của em nó cũng đẹp lắm đó, đầu đèn 2018 đây, rất là đẹp rồi. Cảm ơn rất là nhiều, mới vừa làm xong luôn. Các bạn nào làm thì liên hệ đến mình nha.